Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Bác Tô Và trong update này thì có một số thay đổi ở C1 Mà mình cảm thấy là một cái thay đổi rất là đáng giá Đó là cái đảo trên trời à, Cái đảo nhà tù nó cũng được thay đổi và nó thêm nhiệm vụ vào đó Thì làm cho chúng ta dễ farm level hơn Ngày xưa thì đến đó nó chả có gì ngoài đánh quái Nên chả ai đem đến Thì bây giờ nó đã được thay đổi rồi Cho nên là cái series hướng dẫn chơi trên mobile mình Tự nhiên nó lại bị fail Ừ, không biết là có nên làm lại không nhưng mà Sorry Mobile thì ít người chơi quá. Nhưng cái đảo nhà tù chỉ là thêm nhiệm vụ, mình thấy mình thấy mình thấy có một cái 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 này nó đáng giá hơn. Ở đây, nếu nhìn bạn nhìn qua đây thì đây là cái đảo khỉ đúng không? Và đó là đảo trên trời. Các bạn nhìn thấy không? Có cái gì? Nó có những cái cầu thang để mình đi lên. Rồi nói thật với các bạn, đối với mình ngày xưa là newbie, ấy hay là những cái người mà chơi trên mobile nó thật thật sự luôn nha mình chơi trên mobile mình leo lên trên đảo trên trời mình đã thử bay rất là khó khăn luôn trừ khi bạn có trác quỷ bay đó thành ra là những người mà người ta mà có trác quỷ mà không phải trác quỷ mà bay được á mà còn không có tộc thiên thần nó bay lên đây cực kỳ khó và cảm thấy nhiều khi đã lên được rồi không muốn xuống Thành ra là ở trên đó mãi pham 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 hoặc Một là không lên, hai là không lên rồi là không xuống Đấy cho đến khi nào mà đủ level thì thôi Đó là cái cảm giác khó chịu của những người chơi mà thích sử dụng những trái mà không có thể bay được Rồi thế này thế kia đó Thành ra là bây giờ nó đã có một cây cầu để bay lên Và bây giờ mình sẽ bay lại đó cho các bạn xem là cái thay đổi tích cực này nó như thế nào ha đây thì đây mình sẽ lấy cái trái này đi lấy trái phun nít thì trái phun nít nó mới mà đúng không chứ mấy trái này thì nó cũng đã cũ rồi rồi thì bây giờ mình sẽ bay lại đằng đảo trời ha bây giờ có cái trái phun nít này thì mình cảm thấy rất là thích di chuyển luôn á hồi đó sử dụng trái bika công nhận thì nó bay nhanh thật nhưng mà cái độ tiện lợi của nó thì không cao cái trái này mình bay nó cũng nhanh không kém mà mình có thể đổi hướng là mình đang đi chỗ này mình thích bay chỗ này đi chỗ kia nói chung là thích chỗ nào đi chỗ đó nó, nó, dễ dàng hơn đúng không rồi bây giờ từ đây rồi các bạn đã thấy những cái cầu thang từ dưới mà bạn có thể đi lên được còn như uh, hồi đó thì uh, nhảy lên nó thật uh, cực kỳ khó chịu luôn và từ khi từ ở cái chỗ này nè các bạn đã thấy được những cái vòng tròn thì uh, cái này là dành cho Đái, trái dragon nếu mà bạn nào mà có trái dragon thì farm lên thì có thể đổi màu nó mà ở chi một tôi nói thiệt mà farm <laughs> farm trái dragon nó khổ rồi đừng nói chi là farm mastery lên để mà mình đổi màu cho nên là có thêm này vô chứ cũng uh, uh, cũng ít ai mà sử dụng lắm ha kiểu như dạng nào c 1 này gọi là uh, rít kích lắm này mới sử dụng trái dragon rồi thì từ đây nè các bạn có thể thấy là có những cái cầu thang mình đi lên đúng không bạn kiểu là bạn có, có có cái tóc gì đi nữa nhảy hai cái là lên được đúng không rất là dễ dàng luôn bây giờ đảo trời là không còn sử dụng cái 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 dòng hải lưu <laughs> cái dòng hải lưu trong đây nó không đưa mình lên cho nên là mình phải đi bằng cách này thôi lẽ ra trong game nên làm cái dòng hải lưu á để đưa người ta lên nhưng mà đi bằng thuyền nha mới được Thì như vậy thì nó cũng hợp lý hoặc là bạn làm một cái uh, uh, nhiệm vụ gì đó để unlock con tàu Go and Mary Và sau đó thì đưa bằng cái con tàu Go and Mary bạn đi có thể đi lên được Sau này bạn có luôn cái con tàu đó Thì muốn lên đảo trời chỉ cần lại cha bán thuyền mua Go and Mary là có thể đi lên được Ừ. nhưng mà thôi thì à, đã như vậy rồi thay đổi làm gì trừ khi là cái game á mà nó được làm lại từ đầu luôn ổi lộn cái game nó mới hoàn toàn nó chưa ra đảo trời thì người ta có thể làm lại như vậy được còn bây giờ này thôi nó đã cái hệ thống như vậy rồi à, chỉ cần bổ sung mấy cái cầu này vô thôi chứ làm ra cái nhiệm vụ đó chỉ cho nó rơm rà phức tạp đó từ đây thì à, mình coi coi còn cái cầu nào nữa không ở đây thì mình thấy là hết cái cầu rồi hết cây cầu để mình lên rồi có nghĩa là bạn chỉ lên được tới đây thôi còn từ cái khúc này á là vẫn phải sử dụng kỹ năng hoặc là những cái cái cách bay nhảy khác ha. đầu thì mình thử coi là thí dụ như ở à, superhuman đây thì nó lỗi quá ví dụ như mình có ba lần nhảy đi một hai ba rồi lướt lại <laughs> không đủ đâu các bạn phải có thêm những cái kiếm này, này cái gì đó gọi là những cái trái quỷ nào có khả năng lướt lướt á, thì còn sử dụng được riêng cái trái chấn động thì thua à, nhưng mà nếu bạn có trái chấn động đánh ra kính á, thì bạn có thể bắt cầu thang đi đi lên đây luôn không? có trái chấn động đánh ra kính bạn bắt nguyên cái cầu thang đây là có thể là nguyên một tem mình có thể đi lên được luôn nhưng mà công nhận là sự khác biệt giữa hai trái chấn động ha trái chấn động bình thường thì không có chiêu lướt mà một trái chấn động đánh ra kính á, thì nó có chiêu lướt luôn rồi thì ở đây thì uh, uh, hey, chỉ cần phá cái chỗ này là lên được trên đây Rồi vậy thì nó không có sự khác biệt gì ở trên đây Chủ yếu là sự khác biệt ở bên dưới thôi Là những cái cầu thang ở dưới Đó, ủa tôi đi xuống đây rồi mà sao ủa, Gì kỳ vậy, tôi nhớ tôi đi chọn đi xuống mà À đó bây giờ mới được nè à, Vậy là chỉ có sự khác biệt giữa cái cầu thang ở dưới thôi Thì uh, đây cũng là một cái uh, tiện ích mà cho các bạn có thể đi lên trên đảo một cách dễ dàng hơn như ngày xưa thì các chỗ này là cái chỗ mà khó nhảy nhất nè. Nhiều khi ấy, ấy, nhảy mấy cái tầng mây này đang nhảy cái rớt xuống là rớt xuống biển. Thế là phải nhảy lại từ đầu. Trời ơi nó 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 gọi là nó cay cú tức điên á cho nên là đã nhảy được thì thôi, không muốn nhảy nữa. Còn đối với bạn bây giờ chơi lâu rồi, rồ rồi thì cái chuyện nhảy lên này không khó, đúng không? mình đang nói vấn đề là những người mới chơi mới bắt đầu ở C1 thường là người ta người chơi mới cho nên đó là cái cái độ quen về cái game nó không cao không phải không thể nó cái này không nói về cái kỹ năng mà có lẽ là người ta chưa quen cái cơ chế trong game nhảy này kia các kiểu đúng không thì nhiều khi là dễ bị fail còn bây giờ thì nó tiện lợi hơn rồi đó rồi thì video này chỉ đến đây thôi tụi mình nói về thay đổi mà đáng giá trong cái C1 đó là cái 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 cây cầu để mình lên đảo trời ha còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây các bạn cảm thấy sao về video này hãy để lại bình luận bên dưới và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sẽ thành công mình trong tương lai xin cảm ơn gặp lại bye bye anh em nha